Vâng, em chào tất cả các bác, anh chị yêu Lan. Hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2020. Ngày mới em xin được kính chúc toàn thể các anh chị có một buổi sáng bình an. Ngày làm việc cuối tuần thật là hiệu quả, gặt hái thật nhiều may mắn, thành công nhỉ. Ngày hôm nay thì kênh Hoa Lan của chúng em sẽ giao lưu với các bác, anh chị, các bạn một số hình giáng hương đuôi cáo lá xếp trồng thuần tại nhà vườn em. Thì cái này thì hình này thì những cái cây này thì em đã trồng thuần tại nhà em rất lâu rồi. Nhưng em sang chậu thì cây mới mới gọi là rất là mới mẻ. Nhưng tuy nhiên là em trồng trong một quá trình thời gian ngắn thì cây bắt đầu có rễ và bung mầm rồi. Và đặc biệt hơn thì hôm nay những cái hình em xếp ra bán thì đều như có hoa hết, 1, 2, 3 vòi hoa. Và kính mong tất cả các anh chị lựa chọn chúng ta ưng hình nào, chúng ta điện thoại ngay qua số điện thoại 0868 376 205 để đặt hàng. Tiền em bán hàng thì chưa có cước vận chuyển nữa nhé. Các anh chị nhận hàng thanh toán cả tiền hàng, cả tiền cước cho nhân viên bưu tá. Thôi để không mất thời gian thì em sẽ đi vào giới thiệu từng hình và cụ thể từng giá của từng giò một cho các anh chị các bạn lựa chọn ạ. Đầu tiên thì giò này thì không có số này. Đấy, giò em quay từ nãy giờ là không có số, giò này có mỗi vòi hoa thôi. Rễ này. Hầu như giò nào cũng như vậy nhé. Đang có rễ xuống rồi. Và về nhà chúng ta treo nơi râm mát, phun cho em chế phẩm Hùng Nguyễn vào B1 Atonic. Tí nữa cuối video thì em sẽ chia sẻ cái cách phun. Giò này thì em bán giá rẻ thôi, cặp này em bán 400.000. 400.000 cho cặp không số đầu tiên. Đấy, một cây thì em đã bẻ hết hoa đi rồi. Em muốn dưỡng cây cho khỏe nhưng mà thấy nó cây nó đẹp quá thì em muốn bán với mọi người 400.000 cho hình đầu tiên này. Đang có một vòi hoa. Và bắt đầu từ hình số 1 trở đi này thì em sẽ sắp ra ở đây khoảng 10 hình. 10 hình và có những cây mà em đã có cái thì em ghép ở trong chậu gỗ nghiến, và có cái thì ghép trong chậu nhựa thì nó sẽ rẻ hơn. Em ơi, hình số 1 này không bán được rồi. Hình này bị hỏng nõn rồi. Hình này phân nhánh đẹp thế mà. Thôi. Ừ. Không lấy. Em đổi hình nhá, các anh chị nhá. Đấy, em đổi hình. Hình số 1 này, 3 vòi hoa liền này. Đó. 3 vòi hoa. Tuy nhiên là vòi này thì bị con kiến nó đốt nên bị hỏng mất một nửa rồi. Số 1 em đổi hình nhá. Đấy. 3 vòi hoa. Chậu này là chậu gỗ nghiến nhá. Đấy. Cặp này em bán với giá là 600 nhá, cả chậu nhá, em gửi cả chậu 600.000 cho cặp này. Đấy. 3 vòi hoa nhá các bác nhá, 600.000 cho hình số 1. Hình số 2 đẹp hơn này. Hình này rất đẹp luôn ạ. Hình này có 3 vòi hoa lận ạ. Vòi dài nhất thì được tầm khoảng 60 phân, tuy nhiên là cũng cái này thì em đổi cây nên là hoa nó cũng bị lẹo đi một ít đây. Nhưng tuy nhiên là lượng hoa cũng còn rất là nhiều. Hình số 2. Hình này đẹp hơn nhá. 3 vòi hoa nhưng đẹp hơn nhiều. Cây đẹp hơn nhiều. Đây em sẽ quay cho hai hướng cho mọi người xem luôn. Đây. Hình đẹp hơn rất nhiều, ghép trong chậu gỗ nhá. Cặp này thì em bán với giá là 1 triệu đồng nhá cho 3 vòi hoa này. Hình số 2. 1 triệu đồng cho hình số 3 số 2 này. Tức là em phải quay phải cầm lên như thế này thì mọi người mới nhìn thấy cái độ đẹp của nó. Hình số 2 nhá. 1 triệu đồng. Hình số 3. Đây. Hình này có 1 2 3, 4 vòi hoa liền này. Đấy. 4 vòi hoa liền. Đấy. Cặp này rẻ nữa, 500.000 ạ. Hình số 3, 4 vòi hoa, 500. Chậu nhựa nhé. Hình số 4. Hình số 4. 2 vòi hoa. Đây, mỗi vòi hoa dài tầm khoảng 35-40 phân. Cặp này cũng đẹp này. Cặp này bán 1 triệu nhé. Chậu là chậu nan gỗ. Nên gỗ nghiến. 1 triệu cho cặp này. Rất là đẹp. Cặp số 5. Nan gỗ tiếp này, 3 vòi hoa. Đây. 3 vòi hoa. Chỗ này vòi hoa của nó đều lắm ạ. Đấy. Chỗ này vòi hoa của nó đều lắm nhé. Đấy. Rất là to này. Chỗ này em cũng bán 1 triệu. Các anh chị để ý những cái chậu nào được ghép trong chậu nan gỗ là thường là cây đẹp hơn. Đấy, cây to đẹp hơn. Và cái này thì về chất lượng của nó sẽ khác hơn, và cái chậu nan thì cũng đã mua đắt rồi. Đấy, chậu này có 2 vòi hoa này. Cặp này bác nào lấy em lấy 600 thôi. Chậu cũng chậu nan gỗ. Đây. 600 cho cặp này, cũng chậu nan gỗ này. 2 vòi hoa số 6, 600.000. Số 7 cũng 2 vòi hoa. Nhưng số 7 thì khác hẳn cái giò số 6. Đây. Đấy. 1 triệu ạ. 2 vòi ạ. Đây ạ.
Ở ngoài đẹp hơn nhiều các bác nhá. Đây số 8, số 9 bán bằng giá này, 360.000 một cặp. Số 8, số 9 mỗi cây có một vòi hoa nhé. Số 8 với số 9 nhé, em bán 360.000 cho một cặp này. Đấy, hai cây, cây nào cũng có một vòi hoa. Số 10 là hình cuối cùng, hình này một cây bị tuột lá, cây bên kia bị tuột lá rồi, nhưng tuy nhiên cây đang hồi lại rồi. Còn cây này sẽ là một cây rất là đẹp. Số 10. Cặp này không, riêng cặp này không, em phải bán 700 ạ. Cặp này. Nếu mà cây kia mà không bị mất lá thì cây kia sẽ có giá hơn rất nhiều, khoảng 1 triệu rồi đấy. Em bán 700.000 cho cây này. Số 10. Kết thúc hình dáng hương đuôi cáo tại đây nhé. Và tiếp theo bắt đầu số 11, 12, 13 là ba hình phi điệp. Ba hình phi điệp này em bán hàng này là hàng trồng thuần nhé, hàng từ kiến trở lên chưa biết mặt hoa. Hiện tại đang có nụ đây. Đó. Hình số 11 và hình số 12 em bán bằng giá. Em bán với giá 500.000 một hình. Anh chị ạ. Đây, 500.000 một hình, thân tơ được khoảng hơn 20 cm rồi. 500k một hình nhé, hình nào cũng giống hình nào đấy. Kiến trở lên ạ. 500.000 nhé cho một hình này. Đấy, 500.000 cho một hình này. Bao đẹp cho mọi người nhé, hàng là hàng từ kiến trở lên, bao đẹp cho mọi người. Không hỏng không lỗi gì cả. Hiện tại cây đang có nụ. Và hình số 13, hình này có 3 kiến, 3 thân tơ. Đó, đắt hơn 1 tỷ, 750. Kết thúc tất cả các hình mà có liên quan đến hình số. Còn tí nữa em sẽ quay những cái không số, không tên, không hình nữa. Thì anh em nào lựa chọn được cái gì thì cứ lựa chọn. Và phần thứ hai thì sẽ chuyển sang kiếm nhé. Trước khi em chuyển sang phần thứ hai thì em chia sẻ một chút về cách dưỡng cây dáng hương đuôi cáo này. Chúng ta khi mua cây này về thì chúng ta pha cho em chế phẩm Hùng Nguyễn B1 Atonic, mỗi loại 5 đến 7 giọt, pha cho 1,5 lít nước, tức là cái bình bình màu vàng ấy, cái bình màu vàng chúng ta sử dụng hàng ngày để tưới cây cảnh hoa lan hàng ngày ấy. Chúng ta pha mỗi loại 5 giọt thì phun cho em 4 ngày một lần hoặc 5 ngày một lần hoặc 3 ngày một lần. Đấy, chúng ta cứ phun đều đặn như thế. Trước khi phun chúng ta tưới đậm cây đã. Sau khoảng 10-15 phút sau chúng ta hãng phun chế phẩm cho cây. Thì chúng ta cứ duy trì như vậy tầm khoảng 1 đến 2 tháng, treo nơi râm mát để đảm bảo cây sẽ có rễ và sẽ mọc hết. Dáng hương đuôi cáo này nhà em đã trồng thuần rồi nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng của cây. Nếu mà cây có hiện tượng có bị làm sao thì các anh chị thông báo ngay cho bên em để bên em còn biết cách là hỗ trợ và biết cách hồi lại cây nhé các anh chị nhé. Đấy, giá cả thì chúng em cũng không cân đối nữa vì giá hôm nay em bán rất rẻ rồi. Đó, là tất cả những hình đuôi cáo của nhà em hôm nay em có. Và còn một ít nữa em có vài giò kiếm để mọi người xem mà chúng ta có thể ưng được giò nào chúng ta lấy giò đấy nhé. Số 14, 15, 16 là ba hình lan kiếm. Lan kiếm đây là kiếm lô hội rừng Cao Bằng và mặt hoa của nó cũng vô cùng đa dạng và phong phú. Hiện tại đây thì hôm nay phiên ngày hôm nay thì em cũng chỉ có 3 giò thôi. 3 giò để mọi người lựa chọn và sở hữu nó. Nếu anh em nào thích những cái chậu này. Số 14 là một hình có tầm khoảng 6-7 thân gì đấy. Cái này là bông cánh tiêu. Đó. Lưới sọc kè rất đẹp này. Chấm vàng ở giữa. Khuôn bông cân đối. Đó. Số 14 khoảng 7-8 thân gì đấy. Em bán rẻ đây 250 nhá cho hình số 14 này. Đấy, hoa các anh cũng vừa xem rồi. Và giò thì các anh cũng vừa nhìn thấy rồi. Số 15 là một cây giò kiếm đỏ mận. Giò này là giò cuối cùng của nhà em nhé. Em có 3 giò nhưng giò này thì khả năng là cái rễ của nó có vấn đề một tí. Tới này em sẽ ghép lại. Hoặc là bác nào mà mua về bác nào cũng có thể ghép lại cho em. Đấy. Nó đang bị mất nước. Cái này nó bị mất nước. Đỏ mận này đang bị mất nước. Không sao cả đâu. Cây kiếm rất là dễ sống. Và bông đỏ mận này các anh chị nhìn nó khác hoàn toàn những cái bông này. Đấy. Đó. Bông đỏ mận này hiện tại chưa nắng thì cây nó chưa bông chưa đẹp. Đỏ mận này em bán với giá 1 triệu cho cái giò hình số 15 này. Hình này có tầm khoảng 5-7 thân. Đấy, 5-7 thân. 1 triệu đồng. Và hình kiếm đấy cũng là hình kiếm đắt nhất của ba hình kiếm ngày hôm nay. Ở đây có một hình này là hình số 16 này. Hình này thì lưỡi kẻ, sọc kẻ, khuôn vai ngang. Hình này thì có tầm khoảng, chậu này thì có tầm khoảng 7-8 thân rồi đấy. Đây. Con này bác nào lấy em cũng bán rẻ thôi, 250 cho con hình số 16 này. Đó, kết thúc ba hình lan kiếm lô hội rừng Cao Bằng. Thì các anh chị nhìn thấy mãn nhãn giò nào thì gọi điện ngay nhé. Còn tiếp theo thì em sẽ giới thiệu thêm về dòng kiếm lô hội đột biến nữa để mọi người có cái sự lựa chọn đa dạng từ kênh nhà em. Đây là kiếm lô hội đột biến. Kiếm này có tên là cây vàng cánh bầu Hải Phòng. Thì hiện tại bây giờ nhà em có trồng được vài chậu đẹp. Và cây đang bắt đầu hồi và có rễ.
Thì nếu mà quý khách hàng lấy hàng ấy, thì em sẽ nhổ cây ra và bán cho mọi người thôi, chứ còn chậu với lại giá thể em để lại, bởi vì nó rất là nặng và rất là mất cước nhiều cho anh em. Tại bây giờ thì cây vàng cánh bầu này đang có nụ rồi, đang có 3 thân già và 3 cái măng. Chậu này thì hôm nọ em báo giá là 5 triệu, nhưng tuy nhiên trong phiên ngày hôm nay, những ngày cuối tháng của tháng tháng 5 này, thì em sẽ săn siêu một chút cho mọi người, chúng ta cũng có thể thoải mái lựa chọn nhỉ. Ba thân, 3 măng, 2 hoa, bán thế nào được nhỉ? 3,6 triệu đi. Đây, 3,6 triệu đi. Đấy. 3 thân, 3 măng, 2 hoa nhé các anh chị nhé. 3,6 triệu. Tạm gọi đây là vàng cánh bầu hình số 17 đi Ngân ạ. Ừ, vàng cánh bầu hình số 17, 3,6 triệu. Đấy. Em nói lại nhé. 3 thân, 3 thân trưởng thành, toàn thân tơ hết, 3 măng và 2 cái hoa, 3,6 triệu. Tiếp theo, ở đây có một chậu đẹp nữa. Chậu này có 1 hoa, 3 thân rất to luôn, 3 thân rất to, 1 hoa, 1 măng. Con này mang mã số 18 đi. 2 chậu thôi nhé, em bán 2 chậu thôi. Đấy, em bán 2 chậu thôi. Mang mã số 18. Đó là thêm một con vàng cánh bầu Hải Phòng, hiện tại bây giờ đang có 3 măng, 3 thân trưởng thành, 1 măng và 1 thân tơ. Bác nào lấy giò này em lấy với giá là 3 triệu đồng, chúng ta hãy quên con này đi nhé. Đấy, chúng ta hãy quên con mà hoa nó đi. Và em bán 1 triệu một thân, 3 thân 3 triệu. Ok. Có hai hình vàng cánh bầu Hải Phòng để chúng ta lựa chọn. Và phần cuối cùng hôm nay thì em sẽ nói lý do tại làm sao trong tuần vừa rồi em khá là bận và em không live stream được. Thì cũng mong quý khách hàng thông cảm và ủng hộ em nhiều hơn để em có động lực để chúng em làm việc nhé. Thì suốt một tuần qua thì nhà em có sửa sang và có nâng cấp dàn, nên là công việc cũng khá là bận rộn. Ban ngày thì chỉnh cây, chiều tối thì chúng em sắp cây lên như vậy này. Đó. Và đây là cái mô hình của chúng em ở phía bên dưới. Trước là những tức tức là trước đây có cái video ở hình bên dưới, kia, hiện tại bên kia còn một mảnh ạ. Đó. Thì em có di chuyển từ ở dưới đất lên trên này hết. Khi cây đã trưởng thành thì cây bắt đầu mọc mầm thì em sẽ di chuyển lên cao hơn. Và cao hơn, thoáng hơn, nắng gió nhiều hơn thì cây phi điệp nó sẽ phát triển nhiều hơn. Đó. Cách chăm sóc của nó cũng đơn giản thôi, vẫn cái công thức đấy, vẫn liều lượng thuốc đấy và vẫn cái chế phẩm đấy em sử dụng cho tất cả các loại phong lan nhà em, bởi vì nó vừa nhẹ nhàng, nó vừa hiệu quả, nó lại không gây độc hại cho cây đấy, nó lại không gây độc hại cho cây. Ví dụ như là dùng Atonic B1 Hùng Nguyễn để phun cho cây ấy, thì em thấy rằng là nó rất là mát cây và cây phát triển rất tốt. Ngoài ra chúng ta có thể phun phòng thêm Bengola, có thể phun phòng thêm cái Anchanco Staller, chúng ta phun giải độc cho cây nữa đấy. Hoặc ngoài ra chúng ta có thể phun thuốc tẩm màn cho cây, tẩm màn, thuốc diệt muỗi đấy, phun cho một đến hai lần thôi. Chúng ta phun một lần như thế được tổng khoảng 1 đến 2 tháng, 1 tháng và 2 tháng, 3 tháng chúng ta nhấp lại một lần nữa là hết mùa xuân hè, cây que nó phát triển cũng vừa đủ rồi thì chúng ta không phải sử dụng những cái phương pháp phun phòng kia nữa đấy. Và chúng ta quan tâm đến mặt hàng xanh sạch, nhà em cũng vẫn đang có nhé. Thực tế mà nói là hàng xanh sạch nhà em rất nhiều, nhưng mà em bán thế nào và em bán làm sao thôi. Đấy. Đây, con này cũng là một con xanh sạch này. Đấy, có rất nhiều ạ. Nhưng mà cái này thì phải trồng lại hoặc là như thế nào đấy thì mới gửi được, bởi vì nó nguyên trong chậu như này. Đấy. Anh chị ạ, có thể thấy là nó chưa hoa đâu nhỉ. Đấy, nó chưa hoa, hiện tại đang nụ này. Đấy. Con xanh sạch này. Phụ nào lấy con này 1 triệu em cho đi ngay. Con này. Đấy. Con xanh sạch này. Đó. Còn biện pháp phun phòng thì chúng ta phun như vậy, phun ít nhất là phun trong mùa xuân hè thì chúng ta phải phun 2 lần. Và cái nữa thì chúng ta phải hỗ trợ cho cây phát triển, bởi vì thời điểm này là thời điểm cũng chưa phải là cây phát triển mạnh lắm đâu. Đang bắt đầu thời điểm này là thời điểm cho rễ. Chúng ta làm sao để giữ vững cái bộ rễ của nó phát triển là tốt. Và nó bắn rễ ra nhiều thì bắn rễ ra nhiều thì cây mới bắt đầu phát triển được. Nhà em bón phân đơn giản lắm anh chị, em cũng chẳng giấu đây. Đây là phân này là phân phân chuồn quế dạng viên hoặc là phân trâu dạng viên. Đấy, dạng viên nén ấy. Chúng ta làm thủ công, cái này làm thủ công, cái máy quay rè rè đấy hơn triệu ấy. Thì chúng ta tự làm. Nó sẽ an toàn hơn. Đấy. Và đấy, còn có những điều gì thắc mắc nữa thì anh em coi. Có thể là em xong công trình thì em mới bắt đầu lên livestream và lên nói chuyện với mọi người lại được. Thế đợt này thì khá bận. Mùa lên cây nữa nên là bận lắm. Thì mỗi ngày em lên một video buổi sáng, buổi chiều thì sẽ có chiều em lên, có chiều thì không. Mà đợt này thì hầu như là em không lên video buổi chiều, em chỉ lên duy nhất buổi sáng thôi.
Thì các video của buổi sáng thì cũng đăng tải đầy đủ những thông tin hoa hòe của em hàng ngày rồi. Không chỉ con mắt tràn. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nhé. Đấy, ngày hôm nay thì cũng khá là nhiều loại mặt hàng đa dạng đấy. Và có 3 loại mặt hàng chủ đạo nhỉ. Hôm nay là dáng hương đuôi cáo này. Đấy, đó là phi điệp này, đó là lan kiếm này. Và kiếm xanh sạch, cái kiến phi điệp xanh sạch thì anh em quan tâm thì có thể là bảo em hoặc là bảo em Ngân, em làm có trách nhiệm lên đơn ở đây thì em ấy sẽ chụp hình và em sẽ gửi hình ảnh cho quý vị anh chị kèm báo giá. Thì mọi người ưng thì mọi người cứ chốt thôi. Và cũng tầm khoảng kết thúc tuần này nữa thì em mới xong việc, và sang tuần sau nữa thì em mới có thời gian rảnh để nên là stream với mọi người được, nó chia sẻ mọi người được. Cũng mong mọi người đăng ký kênh cũng như ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cuối video thì em chả biết nói gì hơn này. Xin được chúc toàn thể của anh chị có một buổi sáng bình an này, một ngày làm việc thật là hiệu quả này. Ngày mai ngày kia thứ bảy chủ nhật rồi, anh em mà có chuyến du lịch hoặc là có chuyến công tác Cao Bằng hoặc là có những ngày nghỉ muốn hành quân lên quê hương cách mạng chơi thì ghé thăm vườn em nhé. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các anh chị vào những video tiếp theo nhé.